cô nương. À, bị viêm đa khớp hả? Bị viêm khớp lâu chưa? Dạ, 4-5 năm. 4-5 năm rồi hả? Rồi, như vậy là nãy tôi nói với bà kia, thì ở đây em nắm được chưa? Dạ. 16-8 hốt không khí chồm đá rồi uống rượu ớt mấy ngày nay có thực hiện đúng không? Dạ, thì... em 16-8 chưa ạ. Tại sao? Dạ, dạ, chưa có điều kiện em. Trời đất ơi má ơi. Ăn 16-8 mà chưa có điều kiện nữa. Dạ, chưa có thời gian á, đỡ em á. Dạ. Chưa có thời gian luôn. Dạ. Tức là buổi sáng em bận cái gì mà em dạ, không dạ, em không có thời gian để em đi làm rồi, nói chung là nó không có thời gian. Dạ. Từ chuyện không ăn bây giờ cũng không có thời gian nữa. Ông nội. Mọi người biết tại sao con, mà tôi kêu. Con cũng hay nhịn buổi sáng. Cũng hay nhịn. Cái chuyện đó là chuyện đời xưa rồi. Đừng kể lại. Bây giờ nói chuyện trước mắt nè. Tại vì sao mà tôi trong tất cả những cái bệnh xương khớp tôi vẫn khuyên mọi người là phải ăn 16-8, có nghĩa là từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ hôm sau á là không ăn. Lý do gì? Thứ nhất là từ 8 giờ á cho tới 12 giờ khuya á là tất cả những cái thức ăn trong cơ thể mình nó được tiêu hóa hết. Từ 12 giờ cho tới 6 giờ sáng á là những cái chất độc ở trong cơ thể mình nó được gan với mật nó lọc hết. Cho nên tại sao ban ngày tối á mình thấy cái bụng mình hơi to nhưng mình ngủ một đêm tới sáng mình thấy cái bụng mình mềm đi. Là lúc đó gan mật nó tiết ra nó làm cho tất cả những cái chất độc rồi nọ. Đồng thời á là những cái chất dinh dưỡng của mình á, thứ nhất là những cái thằng nào mà nước đồ độc đồ này nọ rồi ha, nó đi qua thận nó đi nước ra nước tiểu hết. Không còn cái những cái thằng khác nó còn ra cái mồ hôi cái kiểu gì nó để đẩy chất độc ra hết cơ thể mình. Nhưng mà bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là giờ đó mình đói, cho nên phải nhịn ăn. Tại sao mình nhịn ăn? Mình đã nhịn ăn từ cả đêm rồi, bây giờ 18 giờ tới 12 giờ thì lúc cái cơ thể mình đói á thì cái tế bào nó gọi là tự thực bào. Mọi người về lên Google xem một cái ông giáo sư người Nhật 2016 ông lãnh giải Nobel y học là tự thực bào, tức là khi mà nhịn ăn á thì cái tế bào khỏe nó ăn cái tế bào yếu, thì những cái nó tự động nó dọn sạch, nó không có thuốc men gì. Đừng có nghe mấy lời mấy người kia là thuốc này giải độc, thuốc kia giải độc, cơ thể mình tự giải độc. Rồi trong đó có một cái phần thành phần mà quan trọng nhất là tế bào ủy xương. Khi mình nhịn ăn vậy thì cái tế bào ủy xương nó ủy tất cả những cái xương thối quá, sơ quá rồi nó ủy hết và nó tái tạo lại một cái xương mới. Và một cái chu kỳ cho cơ thể mình là 10 năm tái tạo lại một khuôn xương mới. Cho nên nó tái sinh không phải đợi mình chết rồi kiếp sau mình lên, mà kiếp này nó đã có sự tái sinh trong 10 năm một lần rồi. Nó gọi là reincarnation. Thì hay ăn cắt nó xong là sự tái sinh trong cơ thể, mà cái khung xương của mình nó làm việc đó lại. Cố đi. Trưa mình ăn cho đầy đủ. Như cô này gầy yếu, trưa ăn đầy đủ, chiều ăn đầy đủ. Cho nên tại sao tôi khuyên mọi người không cần phải ăn chay, không cần phải ăn gạo lứt muối mè. Thấy không? Tại sao mấy ông thầy chùa mà tu theo Nam Tông á, ông ăn cái buổi trưa thôi. Nhưng cái buổi kia là tự nó tái sinh lại hết. Cho nên ông thầy nào cũng vậy, ốm gọn mà khỏe mạnh vô cùng. Nghe được chưa? Rồi, bây giờ hiện giờ đau gì nhiều nhất? Đau cổ, sưng cổ. Bây giờ nó rút người vậy đó hả? Dạ, nó rút. Căng ghê hết chứ? Lần đầu tiên tôi nghe có người nói ăn mà cũng có thì giờ nữa. Không ăn ở dưới bên, không ăn mà cũng không có thì giờ nữa. Rồi bây giờ em chỉ rút vậy thôi chứ còn đau đớn có gì không? Dạ, nó chạy lung tung từ đây lên, hết đau bên đây, đau bên đây, hết đau, đầu gáy, vậy tùm lum. Có dòng chưa? Dạ, chồng. Đau không? Chồng đau? Đau chỉ đây. Nhà ở đâu vậy con? Dạ, ở Bình Định. Bình Định hả? Rồi con ở nhà con làm gì? Con cũng bán quần áo. Vậy hả? Thôi được. Về nhớ nha con, mỗi tối bóp tay bóp chân cho vợ mày nha. Mà một cái điều quan trọng mà thầy dặn mày nha, tức là cái viêm đa khớp dạng thấp á, là tối nào con phải mua cho thầy cái nồi nướng. Rồi con nướng đá tối con rinh vô ha, rồi con bỏ vô khăn rồi con chườm cho vợ con. Và con ráng cố gắng con sắp xếp cho nó ăn 16-8. Không con ăn được. Không thỉnh thoảng hay chứ không có điều hết á. À, dạ. Không, tao dặn mày vậy đó. Còn nói là nói cái tao làm nó làm gì tao không biết.
Thấy không? Mà nó có thì giờ để nhịn ăn nữa. Nha. Giờ thời gian á. Giờ thời gian nó không có thích hợp nữa, còn như đi ngừ đi làm gì rồi muộn quá rồi không có thời gian, nó không có khớp á. Nên... hai đứa nó cũng khớp nhau. Rồi sao dính nhau được đây? Công an giao thông hả? Tôi nói tại Bình Định tôi hai đệ tử công an ngoài đó đó. Thấy không? Nhiều đứa nào nó cũng ngoan ở đây. Hey, nhớ nha. Nằm xuống đi, rầu quá. Chưa bao giờ được rút đúng không? Bà này ngồi vậy. Tiêu rồi. Bây giờ đi hết nổi rồi đó. Rồi. Sao? Dạ, rẻ rồi. Về cảm giác như sao? Mệt. Mệt hả? Mấy ngày nay uống rượu hết không? Dạ có, còn uống mấy tháng này. Trước là đầu uống vậy mà đỡ. Uống đỡ chứ. Mấy đứa con nè? Dạ một. Một đứa hả? Dạ. Thôi nè, nó đẻ không nổi nữa đâu. Rồi, con đứng dậy đi tới luôn, coi cái dài nó bớt rút nha. Trời ơi, nó khổ ghê, nó ghen cái lưng lên. Rồi. Ok. Thầy nói là nhớ nha, cố gắng nha. Rồi, tôi thấy hai vợ chồng người ta rầu quá. Rồi, về.